Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Audio Hải Ngoại. Và quý vị khán thính giả thân mến, đến với tâm sự thầm kín ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một tâm sự có tựa đề Buông hay giữ. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Tôi và anh cưới nhau từ năm 2013. Hiện tại có hai bé gái 4 tuổi và 2 tuổi. Có thể nói, chúng tôi có duyên nợ với nhau nên từ lúc gặp gỡ và quen nhau, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và chúng tôi đã đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, chồng tôi không phải là mẫu người mà tôi luôn đặt ra. Nhưng anh được cái rất hiền. Tại thời điểm mà gặp anh, tôi cứ nghĩ lấy chồng hiền là đủ. Anh hiền thật đấy, tôi bảo đi đâu làm gì thì anh làm đấy. Đôi khi quá nhu nhược. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi không thể chất chứa thêm được nữa. Tôi không thể tâm sự cùng với ai, từ gia đình, bạn bè. Xấu chàng hổ thiếp. Thế nên tôi chẳng thể nói với ai được. Gần 12 giờ khuya, nhưng nước mắt của tôi cứ tuôn ra. Tâm lý tôi đang đấu tranh quyết liệt giữa những suy nghĩ nên buông hay giữ lại cuộc hôn nhân này. Tôi có nên tiếp tục một cuộc sống mà hai chữ gia đình đối với tôi thật là xa xỉ. Ai nhìn vào thì cũng nghĩ gia đình tôi thật là hạnh phúc, vì tôi luôn tạo ra một vỏ bọc và luôn đề cao chồng trước mặt mọi người. Nhưng thực tế thì chồng tôi không phải là một người đàn ông của gia đình. Anh sống vô tư, không lo nghĩ, vì tất cả đã có tôi lo. Nếu tôi không bảo anh phụ thì anh sẽ cầm điện thoại chơi game suốt. Cưới nhau 5 năm, tôi chưa hề biết kỷ niệm ngày cưới là gì. Tôi cảm giác như mình là một người chị hơn là một người vợ. Anh không biết rằng mình đã có 2 đứa con, mà anh ấy không hề chăm lo cho con, kể cả tôi nữa. Từ khi lấy nhau về, chúng tôi quan hệ không quá 2 đầu ngón chân và ngón tay. Thế nên tôi bị lãnh cảm, không còn để ý đến cảm xúc nữa. Chuyện anh bị yếu sinh lý tôi biết ngay sau đám cưới. Nhưng đã lấy nhau thì tôi chấp nhận. Và lại tôi nghĩ thương nhau bằng tấm lòng là đủ. Nằm cạnh nhau, ôm nhau, thế là vui rồi. Chắc chỉ có tôi mới chịu được mà thôi. Chuyện tôi nói đến đây sẽ không có ai tin, vì tôi đang có 2 cô con gái rất đáng yêu, điều mà tôi không bao giờ cảm thấy hối hận. Sau khi cưới, tôi nói với anh là tôi muốn có con. Thật là may mắn, chỉ một lần với nhau sau vài tháng cưới, tôi có bầu. Rồi đứa thứ 2, sau khi kiểm tra chu kỳ rụng trứng, tôi lại nói với anh, cố gắng để có bé thứ 2. Một lần tôi lại có tiếp. Tôi không biết mình quyết định như vậy có đúng hay không, mặc dù vẫn biết là không biết chúng tôi có thật sự là của nhau. Hàng đêm còn chưa kịp ngủ thì ba nó đã ngáy từ lúc nào. Tôi nhìn mà chỉ biết ngán ngẩm. 2 đứa con còn quá nhỏ, tôi không muốn phát sinh vấn đề gì để ảnh hưởng đến chúng. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng tôi phải để cho con tôi có đủ ba và mẹ. Chỉ có ba và mẹ nuôi dạy thì chúng nó mới nên người. Không để chuyện cha mẹ ly dị làm ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Nhưng mỗi lần tôi nhìn đến chồng tôi không biết mình có thể chịu đựng được một người chồng nhu nhược, không bản lĩnh, không đàn ông đến lúc nào nữa. Còn rất nhiều việc về anh mà tôi không tiện kể hết. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào đây? Nếu mà vì con mà giữ cuộc hôn nhân này thì tôi biết tôi sẽ không có hạnh phúc. Vì nếu bản thân tôi thì tôi lại thấy tội nghiệp 2 đứa nhỏ, rồi người đời sẽ dị nghị. Lần đầu tiên tôi viết tâm sự để có thể chia sẻ, có thể nguôi ngoai và nhẹ lòng. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị một tâm sự thứ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Và Tâm An có một đôi điều muốn phân tích, muốn chia sẻ cùng với chị khán thính giả của chúng ta như thế này. Theo như là tâm sự mà chị gửi đến cho tâm sự thầm kín ấy, thì là không biết là anh chồng và chị đi làm gì và công việc thế nào, lương của ai cao hơn và ai có trách nhiệm để chăm lo cho gia đình. Thì Tâm An cảm thấy như thế này, đúng như chị nói là anh là một người hiền. Mà những người đàn ông hiền thì họ thường có một cái đặc điểm. Đó chính là hơi nhu nhược và hơi lép vế trong gia đình,
mọi quyền quyết định sẽ do vợ quyết định. Cái này là Tâm An đọc báo và có nghiên cứu rất kỹ, vì nếu như 100 người đàn ông thì sẽ có 10 người đàn ông như thế. Họ luôn luôn là muốn đề cao người vợ của mình và muốn người vợ của mình nắm quyền tài chính, quyền quyết định trong gia đình, nuôi dạy con cái. Thì nếu như Tâm An thấy, thì nếu như anh có đi làm, có gửi tiền về cho chị để nuôi hai đứa con, anh không gái gú, không cờ bạc, không rượu chè, chỉ có tìm niềm vui ở trong game thôi, thì Tâm An nghĩ là chị nên chia sẻ, động viên và có thể tìm niềm vui khác để giúp anh chị kéo dài được cuộc hôn nhân này. Ngay từ lúc đầu chị đã nói đúng không ạ? Là chị chấp nhận cái việc anh ấy bị yếu sinh lý và chỉ muốn hai người đến với nhau vì tình yêu và có thể nằm ôm nhau ngủ thôi, cũng thấy vui rồi. Thế tại sao bây giờ chị lại thay đổi như thế? Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ và có thể thay đổi tình yêu. Nhưng mà nếu như cái ngay từ lúc đầu mình đã chấp nhận rồi, thì tại sao bây giờ mình lại mông lung về cái điều mình đã chấp nhận như thế? Chị còn có hai đứa con. Và nếu như theo Tâm An suy nghĩ, thì có thể là chị đang mất đi cái tình yêu dành cho chồng mình. Chị bảo là 5 năm không biết kỷ niệm ngày cưới là gì. Nếu như biết tính cách của chồng mình như vậy thôi, thì mình là phụ nữ, mình nên giữ ấm cho cuộc hôn nhân này. Mình có thể là kết hợp cùng với hai đứa con, mua một chiếc bánh gato để kỷ niệm ngày cưới. Hoặc là có thể chia sẻ nói với anh những điều ngọt ngào nhất. 10 người đàn ông thì 9 người đàn ông họ thích nghe ngọt ngào rồi. Họ không thích cáu gắt, không thích sự sắp đặt trong cuộc sống. Anh có thể làm cái này được không? Anh có thể giúp em được không? Chúng ta đã có những năm tháng đi cùng với nhau như vậy rồi. Thì tại sao mình lại buông bỏ? Chỉ vì anh ấy không tâm lý và không hiểu chuyện. Tâm An thấy nhá, theo như quan điểm của Tâm An nhá, thì trong cuộc hôn nhân này không thể trách một người được, mà phải nhìn nhận về hai người. Và người đàn ông họ không bao giờ hoàn hảo, chẳng ai hoàn hảo cả, phụ nữ chúng mình cũng chẳng ai hoàn hảo hết. Thế nên chúng ta hãy nhìn về mặt tốt của nhau, cùng vun đắp và xây dựng một gia đình. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi chị có thể nghe được những lời góp ý của Tâm An, thì chị có thể nhìn lại, suy xét lại bản thân mình và cùng với chồng của mình vượt lên những đoạn khó khăn trong cuộc hôn nhân này. Chúc chị giữ được hạnh phúc của mình nhé. Còn quý vị khán thính giả thân mến, ngay sau đây là tâm sự thứ hai trong buổi tối này mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Tâm sự có tựa đề Ám ảnh việc vợ mình ngoại tình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, có vợ và có một đứa con trai. Tôi và vợ quen nhau 7 năm rồi, chúng tôi mới cưới. Gần một tháng nay, tôi vô tình đọc được tin nhắn của vợ tôi với một người đàn ông khác. Khi tôi hỏi cô ấy, thì cô ấy bảo chỉ là bạn bè thôi. Nhưng khi tôi hỏi bạn bè mà nhắn tin nhớ nhung nhau thế này, thì cô ấy mới thú nhận rằng họ mới quen nhau. Tôi hỏi cô ấy đi chơi với người đó mấy lần, thì cô ấy nói một lần. Khi tôi đưa tin nhắn, thì cô ấy mới nói thật là đi với người đó rất nhiều lần, nhưng bà đi chung với còn nhiều người bạn nữa. Tôi hỏi cô ấy cho số điện thoại của những người đi chung để xác nhận, thì cô ấy thú thật là chỉ có hai người đi với nhau. Tôi hỏi lại cô ấy rất nhiều chuyện, và tôi hỏi cô ấy hai người đã làm chuyện đó chưa, thì cô ấy khẳng định là chưa, chỉ có đi ăn và đi uống thôi. Tôi hỏi cô ấy là hôm kia nó đi sinh nhật bạn, là nói dối, để đi với người đó đúng không, thì cô ấy thừa nhận. Lúc đó lòng tôi đau lắm, vì hôm đó tôi trông con, để cho cô ấy đi chơi với bạn bè. Còn tôi khóc đòi mẹ, nhưng tôi không muốn gọi, vì tôi sợ cô ấy mất vui. Mà nào ngờ hôm đó, cô ấy đi chơi với một người đàn ông. Tôi đã nói chuyện này với ba mẹ vợ, và cũng có ý định ly hôn với cô ấy. Ba mẹ cô ấy đã la dầy cô ấy và khuyên tôi, vì đứa con mà tha thứ cho cô ấy một lần. Nhưng tôi đau lòng lắm, vì người vợ mà tôi tin tưởng lại nhắn tin nhớ nhung với người đàn ông khác. Tôi hỏi cô ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Cô ấy nói rằng cô ấy không biết. Có lẽ vì tôi không quan tâm cô ấy nhiều như trước nữa. Cô ấy nói là rất ân hận, rất hối hận lắm. Từ nay sẽ không bao giờ liên lạc với người đó nữa. Và mong tôi tha thứ vì không muốn mất cái gia đình này. Tôi cũng biết mình có lỗi trong việc này, nên đã xin lỗi vợ tôi vì đã không quan tâm đến cô ấy nhiều như trước. Nhưng tôi cứ bị ám ảnh về chuyện đó và không biết vợ tôi có nói dối tôi hay không. Tôi thật sự muốn tha thứ cho cô ấy
vì tôi vẫn còn yêu vợ và không muốn hạnh phúc gia đình của mình tan vỡ. Nhưng tôi bị ám ảnh và nghi ngờ vợ tôi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể giữ được gia đình này. Vâng, quý vị thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị một tâm sự thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và tâm sự này thì vị khán thính giả của chúng ta nói rằng là mong mọi người hãy cho lời khuyên để có thể giữ được cái gia đình này. Và trong cái suy nghĩ của anh thì anh luôn luôn muốn giữ gia đình này chứ không muốn ly dị vợ, đúng không ạ? Thì Tâm An thấy mọi chuyện nó chưa rõ ràng. Chị ấy cũng chưa có quan hệ gì với người bạn kia cả. Chị ấy tự nhận là chị ấy chưa có quan hệ, đúng không ạ? Thì Tâm An cảm thấy như thế này. Nếu như mọi chuyện đã kết thúc rồi và chị ấy cũng đã hứa là kết thúc rồi thì chúng ta nên tha thứ một lần để quay trở lại cuộc sống bình thường. Biết đâu đấy lần này anh tha thứ cho chị ấy và hai người lại tìm lại hạnh phúc của những năm vừa qua thì sao ạ? Và quý vị thân mến, Tâm An đã từng đọc một câu này, câu nói này ở trên mạng, nói rằng là khi mà đàn ông mà họ đi ngoại tình ấy, là họ muốn thay đổi, họ muốn tìm một cái gì đó mới, nhưng mà họ sẽ không bao giờ buông bỏ gia đình và bỏ vợ bỏ con, bỏ tổ ấm của mình. Nhưng đối với phụ nữ mà khi mà họ đã quyết định là họ ly hôn, họ ngoại tình ấy, thì chỉ có cách là ly hôn và muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo nhân tình mới thôi. Và nếu như trong câu chuyện này mà chị vợ có nhắn tin với người khác thì chắc chắn đó là anh chàng kia đang quan tâm chị vợ rất nhiều. Thế nên nếu như chị ấy đã mong muốn anh tha lỗi, đúng không ạ? Muốn anh tha thứ và muốn quay về với anh thì anh nên chia sẻ nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn với chị ấy. Nếu như muốn giữ cuộc hôn nhân này thì cái việc ám ảnh về việc cô ấy đã ngoại tình tư tưởng là một điều mà chúng ta không tránh khỏi. Nhưng mà Tâm An chúc là anh sẽ có một quyết định sáng suốt nhất. Hai người có thể chia sẻ với nhau, động viên với nhau để vượt qua cái thời kỳ khó khăn trong hôn nhân này. Và chúc cho anh có thể giữ được hạnh phúc của gia đình mình nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, rất mong, rất vui nếu như quý vị hãy dành vài lời tâm sự để comment ở dưới video này để có thể gửi đến hai vị khán thính giả có tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và thời lượng phát sóng của chương trình đến nay cũng hết rồi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục Tâm sự thầm kín buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.